Dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học với nhau định kỳ hàng tháng, cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp mỗi cuối tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hồi chiều này lúc 6 giờ ở đây, tức là ở bên Việt Nam là 8 giờ sáng ngày thứ bảy, thì ở tại Việt Nam đã làm lễ nhập quan, nhập kim quan sư ông Lần Mai đã xong. Thì trong những ngày tới thì tang lễ được diễn ra ở tại Tổ đình Từ Hiếu ở Huế cho đến ngày 29 Tây thì làm lễ trà tỳ, tức là hỏa táng. Thì cũng như đại chúng biết là mỗi người của chúng ta đó, thì chúng ta có nhiều bậc thầy khác nhau. Khi mà mình đi xuất gia với một vị thầy nào đó thì vị thầy đó chúng ta thường gọi là thầy bổn sư, thầy thế độ. Thế độ tức là độ cho mình đi tu, đi xuất gia, chúng ta gọi là bổn sư hoặc là thế độ, thầy thế độ. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những vị thầy, thí dụ như là chắc chắn rằng một vị xuất gia đó khi đi thọ đại giới, tức là thọ tỳ kheo đó, thì vị xuất gia đó sẽ được nhận giới từ một vị hòa thượng đường đầu. Thì hòa thượng đó chúng ta thường gọi là hòa thượng đắc giới, tức là mình được cái giới tỳ kheo hay là tỳ kheo ni từ một vị hòa thượng đó, thì coi như là mình chắc chắn sẽ có một người thầy thứ hai, đó là thầy truyền giới cho mình, gọi là hòa thượng đắc giới. Thì bên cạnh đó chúng ta còn có những vị thầy trao truyền những giáo pháp cho mình và sự tu tập, thì chúng ta có thể gọi là hòa thầy truyền pháp, tức là mình nhận giáo pháp từ vị đó. Có khi chúng ta gọi là mình biết được ở nơi vị thầy đó có những cái điều hay thì chúng ta đến cầu pháp, thì chúng ta gọi là thầy cầu pháp hoặc là thầy truyền pháp cho mình. Thì ngày xưa các bậc danh tăng thường ở khắp nơi, thì một vị xuất gia xong thì thường hay đi cầu học, tức là đi tìm tới những vị hòa thượng đó để mà cầu học ở nơi vị hòa thượng đó. Có nhiều vị hòa thượng chuyên về giới luật, cho nên vị thầy này sẽ đi đến cái chùa đó để học giới với hòa thượng đó. Nhưng mà ở nơi khác, cái hòa thượng kia rất là giỏi về kinh điển, dạy kinh, thì vị này lại cầu học kinh ở nơi vị đó. Cho nên mỗi một người xuất gia có rất nhiều người thầy, chứ không phải là chỉ có một thầy bổn sư. Ngoài thầy bổn sư, chúng ta còn có hòa thượng đắc giới, chắc chắn sẽ có. Tại vì khi mình đi thọ tỳ kheo là phải có vị hòa thượng đàng đầu truyền giới cho mình. Thì hòa thượng Làng Mai là hòa thượng truyền giới tỳ kheo cho Pháp Hòa năm 1994. Và Pháp Hòa nhớ là năm đó là năm đầu tiên đi qua Làng Mai. Mà lúc đó Làng Mai còn rất là thô sơ, rất là thô sơ. Mọi thứ rất là thiếu thốn. Chỗ ngủ, từ chỗ ngủ cho đến ăn uống, đường xá, mọi thứ. Nhưng mà lúc đó cái tâm tu của các anh em trẻ lúc đó rất là mạnh. Không một người nào khổ sở, chán nản vì cái cuộc sống thiếu thốn đó, mà phải nói là những năm tháng, những ngày tháng tu học ở đó thì ai cũng rất là hạnh phúc, rất là bình an. Mặc dù ăn cực, ngủ khổ, ngủ ở trong chuồng bò, và mỗi đứa là bốn cục gạch, cái gạch block vậy nè, để người ta cất nhà đó, thì bốn cục gạch đó với một tấm gián và một cái túi ngủ, không có lò sưởi. Đầu hôm thì rất là lạnh, thì mình sẽ lấy củi ở trong rừng đó, đi ban ngày đi vô rừng kiếm những cái cây
cũ đó, rồi về đốt lên. Thì đầu hôm nó nóng như là cái lò bánh mì vậy đó, tại vì mình còn chụm lửa được. Thì đầu hôm rất là nóng, nhưng mà ngủ tới nửa đêm thôi thì hết củi, hết lửa. Mình cũng ngủ say. Giật mình dậy, rờ cái mặt mình đó, nó giống như một cục sắt vậy đó, lạnh như vậy đó. Mà mỗi lần muốn đi nhà vệ sinh đó, là phải đi ra bên ngoài, chứ trong phòng không có nhà vệ sinh. Và thầy nào mà khó ngủ á, trời mà lạnh á, mùa đông mà, bước ra đường lạnh quá vô tỉnh ngủ. Bữa cơm nào mà hồi đó gạo là mua gạo dở nhất, một cái tô trung bình vậy đó, nấu một tô đó là bốn người ăn, lường nha, đếm trong chúng có bao nhiêu người là nấu một tô đó bốn người. Cho nên là hình như hầu như là ít có bữa cơm nào được no lắm, bữa cơm nào ăn cũng thiếu đó. Lúc đó mà mỗi đứa mà tối mà được một gói mì là coi như lên thiên đường vậy đó. Mà muốn đi chợ là phải 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ mới tới chợ một đô. Đậu hũ không có ăn, một tuần làm đậu hũ một lần. Mà đâu có cái máy làm đậu hũ lớn đâu, làm bằng cái máy xây sinh tố á. Ngâm đậu xong rồi bỏ vô cái máy đó, rồi đổ vô cái túi bịch giải, ngồi đứng dắt vậy đó. Mà hồi đó bên đó là Pháp Hòa mở bển là chuyên môn làm đậu hũ. Và mỗi lần làm xong là mình tận dụng xác đậu nành, rồi đậu hũ, làm xong là cái xác đó mình tận dụng. Mấy thầy Tây không biết làm là đem bỏ hết đi làm phân bón. Còn mình chịu cực, mình đứng mình xào từ một cái cục xác đậu nành, nó ướt nhẹp vậy đó, mà xào đến khi nào mà nó ráo, nó khô lên như chà bông vậy đó, để dành ăn muesli, tức là ăn oatmeal mỗi buổi sáng. Thời đó thì chưa có đông, khoảng chừng Pháp Hòa nghĩ khoảng chừng 30 anh em trở lại thôi. Thiền đường thì lạnh lắm luôn, không có sưởi. Tới phiên ai lo trị nhật, lo mà thiền đường ngày hôm đó là 3 giờ sáng phải thức dậy, đi lên đốt củi ở trong chánh điện để cho nó ấm, để một lát 5 giờ đại chúng dậy để ngồi thiền cho ấm. Và tới phiên mình lo thì mình phải đốt củi ở cái thiền đường đó. Nói chung là từ năm 90 trước 94 dài thấu cho đến năm 2000 thì còn rất là 2002 cũng còn cực lắm. Sau này cất lên những cái tăng xá, rồi có những cái central heat, mấy em bây giờ là rất là sướng, ăn uống đầy đủ, ở được rất là khang trang. Còn thời trước đó là ở rất là cực. May là Pháp Hòa không ở lâu. Ở một năm, lâu lâu chừng 2-3 năm mới được qua một lần. Mỗi lần qua ở khoảng 2 tháng. Thì sau khi thọ giới xong thì ở lại đó tu học thêm một tháng. Và sau khi mà nhìn thời gian mình ở đó, mình tiếp xúc, mình tu tập, và mình đã nhờ mình dốc lòng mình tu học, cho nên dù một tháng hay là 2 tháng qua thì mình cũng đã tiếp nhận được rất là nhiều. Và mình có một cái phương pháp là mình trở về đại đây thì mình làm đạo, thì mình sẽ học những cái gì hay mình có thể ứng dụng được, mình phối hợp giữa một cái cách mới và cái truyền thống để mình dung hòa, để mình làm sao mình có thể tiếp tục sinh hoạt ở bên ngoài mà truyền được những cái hay từ những cái lời dạy của sư ông, hay là những bài kinh mà sư ông đã chuyển dịch. Hồi đó bên làng ít tụng kinh lắm, nhưng mà tại mình ở đây mình tụng thường, cho nên những bài sám của sư ông là Pháp Hòa thuộc Lào. Khi mà qua tới bển mà bắt kinh vô là mình tụng, mà đến mấy thầy ở trong làng rất là ngạc nhiên, mình dân ở ngoài vô mà sao thuộc kinh nhiều hơn dân ở trong. Nhưng mà tại vì sao? Tại mình thường tụng thôi. Và lúc đó vì những bài kinh mới vừa được dịch và nghi thức nhật tụng thiền môn, Pháp Hòa nhớ cuốn đầu tiên in là nhật tụng thiền môn năm 2000. Đó là in mà có official đó, chứ còn trước 90 mấy là đã có những quyển kinh nhật tụng như vậy.
Nhưng mà vì muốn khuyến khích đại chúng tụng kinh cho nên mỗi khóa mùa đông là đều có những chương trình tụng kinh mỗi tối, đi kinh hành từ những cái thiền đường rất là nhỏ, lúc đó ít người vô những thiền đường nhỏ, sau này từ từ mới lên những cái thiền đường to hơn. Đến năm 99 thì Sư Cô Chân Không gửi qua đây một cái fax, sư ông có lời gửi thư qua và biểu Pháp Hòa qua làng sau Tết. Pháp Hòa nhớ lúc đó là mùng 5 Tết năm 1999 để nhận đèn truyền đăng. Và lúc đó mình rất là ngạc nhiên, tại mình đâu có ở làng lâu đâu, mình lâu lâu xẹt vô xẹt ra vậy thôi. Nhưng mà sư ông thương và đại chúng thương cho nên cũng coi như là khuyến khích cho mình được cái ân huệ nhận đèn từ sư ông. Và Pháp Hòa không định đi, tại mới Tết xong mà đang Tết, thì sư cô Chân Không gọi qua nói thầy Pháp Hòa phải qua, sư ông viết thư gửi rồi xong nhắc. Và bây giờ là sư cô Chân Không gọi qua để nhắc là thầy Pháp Hòa phải đi, ngày cuối cùng cũng phải đi. Nhưng mà qua đó là mình ngủ vùi và đến ngày lễ truyền đăng. Mà lúc đó xong thương chúng lắm. Thì xong mình phải trình một cái bài kệ tâm đắc của mình. Bài kệ gọi là bài kệ kiến giải. Tức là khi mình tu, mình có những cái thấy gì thì mình trình cái lời kiến giải của mình lên. Thì ngày xưa là phải bằng một bài thơ, một bài kệ. Nhưng mà sư ông cũng nói thôi thì ai muốn viết thơ cũng được, còn không thì viết những cái kiến giải mình ngắn gọn bằng cái văn thường cũng được. Rồi đưa xong coi, sư ông coi như giúp mình chỉnh chu lại cái lời văn. Cái đó gọi là cái kệ kiến giải. Thì người nào cũng sẽ trình một bài kệ lên. Thì Pháp Hòa nhớ là last minute, gần cuối tới ngày đi mà mình vẫn chưa biết kệ gì để mà kiến giải hết. Nhưng mà last minute tự nhiên sắp sửa tới giờ lên là mình làm được một bài thơ. Mà cái bài đó trình lên. Cái bài thơ Pháp Hòa làm lúc đó là: mỗi bước chân đi, mỗi bước về. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về. Hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá. Chim gió reo ca rộn núi thề. Núi thề tức là núi núi của chùa Pháp Vân, núi sống thượng của các thầy. Ở đó gọi là núi Thệ Nhật. Sư ông đặt ở đó là Thệ Nhật Sơn Pháp Vân Tự. Mà sư ông đọc cái bài thơ là xong hiểu là mình đang nói là núi Thệ Nhật. Mà Pháp Hòa nhớ là xong dịch cái bài đó ra tiếng Anh Thanak. Dịch xong cái câu cuối là xong hiểu được cái câu của mình là chim gió reo ca rộn núi thề. Thì xong dịch tới cái chỗ đó xong nói cái này là núi Thanak. Và khi mà trình cái bài đó thì xong mới cho qua cái bài kệ truyền đăng lúc đó. Thì Pháp Hòa nhớ là cái năm đó Pháp Hòa và thầy Pháp Ấn á, là thọ chung một giới đàn. Thầy Pháp Ấn của làng Mai á, là chung một giới đàn Hương Tích và nhận đèn truyền đăng cũng cùng năm luôn. Và lâu lâu anh em gặp lại nhau thì hay nhắc những cái kỷ niệm. Thật sự ra thì những năm tháng về sau này muốn có lại những cái giờ phút mà tất cả huynh đệ mà gặp lại nhau khó lắm. Tại vì ai cũng bây giờ mỗi người mỗi nơi và ai cũng đang có nhiều cái công việc, những cái trọng trách. Cho nên thật sự muốn tìm lại những giây phút mà anh em của ngày xưa để có lại những buổi họp mặt như ngày đó, ngày trước thì rất là khó. Thì sau này đến năm khi Pháp Hòa nhận các chú thì thầy Đức Tạng, thầy Trí Tạng rồi vân vân, các thầy bắt đầu về đây tu học là từ năm 2001. Thì lúc đó các thầy còn nhỏ lắm, mới có 10 tuổi, 11 tuổi thôi, thì chưa được đi xuất gia nữa, ở chùa tập sự. Cho đến khi các chú được đi xuất gia thì ở đây là các chú đi xuất gia ít nhất là 1-2 năm sau mới được thọ giới sa di. Thì Pháp Hòa nhớ là năm đó là năm 2004.
Sư ông có một cái khóa tu rất là lớn, gọi là an cư kiết đông 3 tháng cho tất cả tăng ni ở tại miền Nam California, ở Lộc Uyển, ở Hoa Kỳ. Thì lúc đó là có tổ chức đại giới đàn lâm tế, mà lúc đại giới đàn Pháp Hòa cũng không qua được, rồi suốt 3 tháng khóa tu mình cũng không qua được. Nhưng mà cuối cùng là mình chỉ có thể qua được những ngày rất là cận hết khóa tu thôi. Thì dẫn 10 chú, lúc đó dẫn 10 chú đi nha, từ thầy Đức Tạng trở xuống. Đức Tạng, Trí Tạng, Tịnh Tạng, Giới Tạng, đông lắm, cả 10 chú lận. Đi qua đó thì mới xin đại chúng cho truyền giới sa di cho các chú. Thầy thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng là thọ sa di giới ở tại Lộc Uyển năm 2004. Mà lúc đó sư ông thương á, đáng lý là không có tổ chức nữa, giới đàn đã xong hết rồi, mà khóa tu sắp mãn nữa. Vậy mà mình qua xin, sư ông hoan hỷ đồng ý và tổ chức lễ truyền giới sa di cho riêng mấy chú ở chùa Trúc Lâm mình thôi. Dạ, thì lúc đó được tổ chức ở tại Lộc Uyển. Đó là năm 2004. Sau này ở cái tờ báo hình như là Lộc Uyển tròn 20 tuổi đó, có đăng lại những tấm hình đó. Thì Pháp Hòa thì suy nghĩ, thì ở ngoài đời á, những người thầy giáo dạy chữ nghĩa ngoài đời á, rất là nhiều. Thí dụ như mình không có vị này thì còn có những vị thầy khác. Nhưng mà một vị thầy tâm linh thì rất là hiếm, rất là khó tìm. Cho nên khi mà mình được cái duyên may, mình được học hỏi với sư ông, và mình thấy rằng nếu mà sư ông còn hiện tiền thì mà các đệ tử của mình còn cái duyên phước sống vào cùng thời với sư ông và được đi học với sư ông thì đó là một cái phước. Cho nên các chú ở đây mà học xong lớp 12 á, thì thay vì tiếp tục học lên tới đại học hay college thì Pháp Hòa dừng hết mọi cái lớp học đó. Sau lớp 12 là đẩy qua bên làng Mai liền, với hai lý do. Một là phải bồi dưỡng cái con đường đạo đức, cái con đường tu tập cho vững chắc. Cho nên nếu mà mình đẩy ra ngoài học tiếp 4 năm nữa thì cái cơ hội mà bồi dưỡng cái tâm linh rất là khó. Cho nên là thà là mình dừng cái đó lại. Cái chuyện học đời thì nhiều cơ hội lắm, học đạo mới rất là khó. Mà nếu tâm bồ đề mà không vững thì học đạo để là học đời để làm gì? Cho nên là Pháp Hòa suy nghĩ như vậy. Cho nên là các chú nào học xong lớp 12 thì đều đi qua bên làng. Điều thứ hai là tuổi thọ của sư ông càng ngày càng lớn, thì cái sự mà ra đi của sư ông bất cứ lúc nào. Cho nên khi các thầy học xong lớp 12 là Pháp Hòa đẩy qua bên hết. Thầy nào cũng ở 3 năm, 4 năm. Mình dốt không sao, nhưng mà mình không muốn đệ tử mình dốt. Cho nên là các chú là đều được ở bên làng từ 4 năm trở lên. Ở đây là thầy Tịnh Tạng ở tới 7 năm. Thì từ năm những năm tháng đó thì các chú ở bên đó thì được cơ hội làm thị giả cho sư ông. Cho nên đến đời của thầy, cho nên xuống cho tới thầy Huệ Tạng thì lúc đó là sư ông bệnh rồi. Xong bệnh rồi, nhưng mà sư ông vẫn còn đó. Thì cái giới đàn của lúc mà sư ông còn đó thì giới đàn là sư ông vẫn có mặt và ra nhìn và biết hết những cái gì đang xảy ra, và rất là bằng lòng với những gì mà các thầy đang làm và tổ chức. Cho đến thầy Chân Tạng là mới thọ giới vừa rồi đó. Thì nói tóm lại thì khi mà tổ chức cái giới đàn vừa rồi thì lúc đó xong mới đây đó, mới tháng 10 vừa rồi đó, thì Pháp Hòa nghe kể là sư ông mệt. Nhưng mà những cái buổi truyền giới truyền lên cho sư ông xem thì sư ông nằm đó mà người giống như là tươi tỉnh hẳn lên. Và mình mới thấy được cái năng lực mà thương chúng, thương người sao, thấy đệ tử những hàng hậu học và phát tâm dũng mãnh tu học vậy thì giống như một sức sống cho người. Thì nói như vậy là tại vì chính mình cũng như vậy. Thí dụ hôm nào Pháp Hòa thấy các thầy các chú lên tụng kinh đầy đủ,
siêng năng và huynh đệ vui vẻ với nhau, thì tự nhiên dù mình có mệt cỡ nào đi nữa mình cũng thấy hạnh phúc, vì mình thấy tất cả đệ tử của mình đang sống trong cái tình huynh đệ, trong cái sự tu học, và đó là cái chất dinh dưỡng để nuôi mình. Thì Pháp Hòa đã cảm nhận được điều đó, cho nên Pháp Hòa cũng hiểu được ở nơi sư ông cũng như vậy. Pháp Hòa nhớ năm đó đi qua thăm, thì lúc đó là sư ông đã hơi có bệnh rồi và chưa không có thể viết nổi nhiều nữa, vậy mà vẫn nằm trên giường bệnh và nói lên những cái ý tưởng của mình muốn viết cho các thầy thâu lại. Thay vì mình viết thì mình nói, rồi các thầy thâu lại rồi chép ra thành sách. Rồi mình mới thấy cái sức mà làm việc của sư ông, và không bao giờ dừng nghỉ mà luôn luôn quan tâm đến cái sự truyền bá cho người. Thì mình thấy được những cái hình ảnh đó như là một cái sự khích lệ cho mình, mà tu tập mà mình thối lui, mình không có năng nổ, mình không có tinh tấn, thì đó là mình có lỗi với sư ông. Nếu mà mình đã nhận được cái sự mà gọi là thân giáo, mỗi một người thầy sẽ có ba cách dạy: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Thì ở nơi sư ông là có cái thân giáo, là luôn luôn chịu khó, luôn luôn và rất là gần gũi với đệ tử. Mỗi lần Pháp Hòa qua đó, mùa đông lâu lâu thôi, không đâu có được đi mỗi năm, một hai năm, hai ba năm mới qua một lần, mà mỗi lần qua là các thầy đều sắp lịch cho đi lên thăm sư ông, ít nhất một tuần một lần. Mà lên thăm thì chỉ ngồi chơi nói chuyện thôi, còn các thầy làm gì đó làm, mình ngồi dưới sông, có khi sông rót trà cho mình uống, rọt cái cây cho mình ăn. Và trong khi tiếp chuyện thì có những cái lời dạy rất là gần gũi mà rất là thiết thực cho các thầy trẻ để tiếp nối cái con đường tu học của sư ông. Thì có rất nhiều việc để mà chúng ta sẽ kể ra, nhưng ở nay hôm nay chúng ta tại nơi này, chúng ta làm lễ tưởng niệm và thọ tang sư ông, thì Pháp Hòa kể lại một vài cái việc thôi, chứ còn kể thì nhiều lắm. Thì huống chi là những thầy, những sư cô mà được gần gũi với sư ông nhiều năm, nhiều tháng, thì còn rất nhiều kỷ niệm nữa. Pháp Hòa nhớ là khi Pháp Hòa mới qua làng lần đầu tiên để mà thọ giới, không biết cái gì, chưa có một khái niệm gì làng Mai ra sao hết. Mà lúc đó còn gọi là làng Hồng chứ chưa gọi tên là làng Mai nữa. Lúc đó còn gọi là làng Hồng. Các vị đó mới biết là có một chú ở Canada qua xin thọ giới vậy đó. Thì mới làm cho Pháp Hòa một cái lều, một cái lều để ngủ. Mà lúc đó hết cho hết phòng rồi, đâu có chỗ đâu. Pháp Hòa nhớ là lót 4 cục gạch, tại vì cái đường cái chỗ đó cái dốc vậy nè, thì mới lót gạch rồi để một tấm ván lên rồi cho một cái lều lên đó. Rồi khi Pháp Hòa tới đó là 10 giờ đêm rồi, thì có một vị mới dẫn tới chỉ cái lều đó và cho mình vô ngủ, mà mình không có đèn pin. Ở đó thì không có đèn đường, mình không có bao giờ mình tưởng tượng cái làng Hồng nó ra sao hết. Cứ tưởng giống như chùa mình vậy đó, điện, đèn, đồ tùm lum vậy đó. Tới đó không có đèn, không có gì hết trơn. Rồi tới hồi mình 2 ngày sau, Pháp Hòa mới biết là Pháp Hòa được ngủ giữa một khu rừng. Và nhìn xuống cái cửa lều đó là cái cốc của sư ông. Cốc đó gọi là cốc ngồi yên đó con, cốc ngồi yên. Và cái đó ở bên làng Mai Sấm Thượng, giờ cái cốc đó là cái cốc kỷ niệm của sư ông đó. Cái nơi mà sư ông trú ngụ ở đó trong những năm tháng ở làng Mai Sấm Thượng. Thì một mình Pháp Hòa có một cái lều ở sát bên cái cốc đó, mà lúc đó mình hoàn toàn không có biết gì hết. Hồi sau khi mà thọ giới đó, Pháp Hòa cũng có một cái duyên nữa, đó là trong những ngày sau khi thọ giới còn ở lại làng Mai, thì Pháp Hòa lại được gặp sư ông Trúc Lâm. Và năm đó là năm đầu tiên sư ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, năm đó là năm đầu tiên Hòa Thượng ra hải ngoại và đi qua Pháp. Thì theo chương trình là Hòa Thượng sẽ đi từ ở Paris đến làng Hồng để thăm Hòa Thượng làng Mai. Thì lúc đó Pháp Hòa còn ở làng, cho nên được dự cái pháp hội đó. Và Pháp Hòa được cùng với quý thầy
thị giả cho Hòa Thượng Trúc Lâm lúc đó. Trong mấy ngày Hòa Thượng ở ở đó, lưu trú ở đó. Bây giờ cái bài pháp mà Hòa Thượng Trúc Lâm giảng ở tại Làng Mai đó vẫn còn đó. Lúc đó là bây giờ sau này mình nhìn lại từ năm 94 tới bây giờ là gần mấy mươi năm, gần 30 năm hả? Gần 30 năm. 2 năm nữa thôi, năm nay 22 rồi, 2 năm nữa là đúng 30 năm. Dạ. Thì thưa đại chúng, là như Pháp Hòa có thông báo đó là bắt đầu từ thứ hai thì thay vì là chúng ta đã nghỉ để chúng ta chuẩn bị cho tuần lễ Tết như thường lệ, thì năm nay đặc biệt chúng ta sẽ không có chương trình đó, mà thế vào đó thì mỗi tối lúc 7 giờ rưỡi chúng ta sẽ có ngồi thiền và sau đó tụng một bài kinh ngắn để gọi là tuần lễ tưởng niệm tâm tang của sư ông Làng Mai. Thì mong đại chúng liễu tri cũng như hoan hỷ, vì đây là cái việc chúng ta phát nguyện chúng ta làm, và có thể nói là chỉ một lần này thôi, thì trong thời gian tang lễ của sư ông thì đại chúng chịu khó một chút nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao, chiều nay kỳ thứ 31. Kỳ rồi đó là mình học đến cái đoạn là Đức Phật nói là Đức Phật đã trao lại cái kho báu chánh pháp, cũng giống như một người cha sắp chết thì trao lại cái kho, cái tài sản cho người con nếu người con biết giữ gìn. Thì đây là cái đoạn kế. Lại nữa, này A Nan, kho tàng pháp bảo vô thượng Bồ đề mà Như Lai đã tích tập trong vô lượng, trong vô số kiếp, có thể sẽ ẩn mất do ba nhân duyên sau đây. Là bây giờ Đức Phật nói rằng á, cái kho tàng pháp bảo vô thượng Bồ đề của Phật á, có thể mất do ba lý do, gọi là ba cái nhân duyên đó. Một là không có lòng tin, hai là không có sự thực hành quyết định, ba là không sám hối. Vì vậy cho nên, này A Nan, quý thầy hãy hộ trì kho tàng chánh pháp phải vững chắc trong lòng tin sâu chắc sâu sắc, sự thực hành quyết định và tâm chân thành sám hối, phải làm ba việc mong cầu giải thoát, siêng năng và không buông lung. Hôm trước mình học á, cái đoạn này cũng lúc trước mình nói đó, một cái người đệ tử là một người tu tập là phải có ba việc phải làm, đó là mong cầu giải thoát, siêng năng và không buông lung. Thì ở đây á, Đức Phật nói giáo pháp của ngài sẽ ẩn mất nếu mà có ba việc này xảy ra. Ba việc này là gì? Đó là không có lòng tin. Thì cái chuyện này nó cũng đúng như vậy thôi. Thí dụ bây giờ đạo Phật không còn trên thế gian này nữa, nếu mà tất cả những người, con người không còn có lòng tin với đạo Phật, đó là mình nói theo cái nghĩa bình thường vậy đó. Hay là mình nói như thế này, cái tiệm đó sẽ đóng cửa, phải không? Sẽ phá sản, sẽ dẹp tiệm. Là vì sao? Vì không còn khách nữa đó. Thì cũng giống như vậy à, giáo pháp mà ẩn mất đi là do chúng ta không có lòng tin nữa. Mà lòng tin ở đây không phải là lòng tin mù quáng, lòng tin mê tín, phải không? Thí dụ bây giờ, nếu như bây giờ đạo Phật vẫn còn, người ta tin dữ lắm luôn, nhưng mà người ta không có tin nó đúng cái pháp. Ví dụ như bây giờ mình tin Phật là một cái người thần thánh ban phước giáng họa, rồi mình tới mình van xin, mình cầu khẩn, mình đút lót, thì người ta nhìn vô đạo Phật này là cái đạo Phật này là một cái niềm tin nhưng mà mê tín. Thì ở đây nói lòng tin này không phải là lòng tin của mê tín, mà tin vào chánh pháp, tin vào cái con đường của mình tu học. Cho nên nếu ngày nào á, mà mình còn tin vào cái con đường tu tập thì Phật pháp vẫn còn.
Mình nói gần gũi một chút đi. Ví dụ như mình nương vào một vị hòa thượng, hay là mình nương vào sư ông Làng Mai, những cái giáo pháp của Ngài dạy mình tu. Nếu mà một ngày nào đó mình không còn niềm tin vào cái con đường này nữa, cái pháp tu này nữa, thì tự động cái giáo pháp này sẽ ẩn mất. Nó đơn giản như vậy thôi. Thứ hai là không có thực hành quyết định. Thực hành quyết định là gì? Tức là mình nhất định giữ vững được cái con đường của mình đi. Đôi khi mình đi thì cũng có đi đó, nhưng mà mình chưa đủ niềm tin và chưa đủ cái kiên trì trên cái con đường của mình. Cho nên người có nhiều người tu quyết chí đi tu, nhưng mà không có giữ vững được cái chí nguyện của mình. Lúc muốn đi tu là đi quyết định dữ dội lắm, nhưng mà giữ không được. Thì giữ không được thì một ngày nào đó cái đạo ở trong tâm mình nó mất. Cho nên người nào mà mất đi cái đạo tâm, không còn cái đạo tâm, thì cái sự tu tập của mình nó cũng không còn. Cho nên một là không còn có lòng tin, hai là không có sự thực hành quyết định, ba là không sám hối. Sám hối là sao? Không phải là mình lại hì hụp, không phải vậy. Sám hối đây là gì? Là mình biết ăn năn, mình biết phục thiện những cái lỗi mà mình đã làm. Cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện mình thực hành cái hình tướng sám hối nào đó thì cái đó là cũng cần. Nhưng mà cái quan trọng là tự thâm tâm của mình phải biết cải thiện mình thì Phật Pháp mới còn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình đi chùa, người nhà mình nói đi đâu đi hoài vậy, bỏ nhà bỏ cửa. Tôi đi chùa. Hỏi chùa làm gì? Tôi chùa tôi tu tập. Nhưng mà trở về nhà mình không có thay đổi gì hết. Nói theo đời một chút là gì? Chứng nào tật nấy. Y chang, đi nhiều cũng y. Mà nhiều khi mình đi nhiều nào mình còn khó chịu hơn nữa. Tại sao? Bây giờ biết nhiều rồi, bắt đầu đem về mình chấp trước, mình quạo quọ với người thân thế này thế kia, thì rõ ràng người ta sẽ nhìn mình tu tập không có kết quả. Cho nên mình phải thay đổi. Hồi đó mình dở lắm, nhưng mà nhờ đi chùa tu, nhờ mình nghe giáo pháp, bây giờ mình có thay đổi. Như hôm Chủ nhật vừa rồi Pháp Hòa có nói, ví dụ bây giờ mình thấy mình sống tới giờ là 30 năm rồi, nhưng 30 năm mình nhìn lại mình thấy mình không có tiến bộ gì hết, mình rất là dở. Rồi bây giờ mình tu tập, mình nghe pháp, phải không? Quyết định kể từ đây về sau mình có khá hơn. Quý vị ở đây có ai coi cái phim Đức Phật chưa? Của Ấn Độ đóng đó. Pháp Hòa thật sự với đại chúng là chưa có coi cái bộ đó bao nhiêu hết á. Thỉnh thoảng mà thấy người ta đưa những cái đoạn ngắn thôi. Thì hôm rồi tình cờ Hòa có coi một cái đoạn. Thì Ngài Uông Quật Ma La đó, tức là chúng ta thường hay gọi là Ngài Vô Não đó, thì khi mà Ngài là một người thanh niên, vì có lòng tu lắm, có lòng muốn học hỏi lắm, nhưng mà rất tiếc là lại tin vào một người thầy tà. Cho nên người thầy đó đã hướng dẫn Ngài sống sai lầm. Cho nên Ngài mới đi chặt ngón tay của người ta xỏ thành sâu đeo chuỗi đó. Riết ai cũng sợ ông hết á. Cho nên đặt ông tên là Vô Não. Tức là ông này giờ không còn cái não nữa, tức là không còn cái sự tỉnh táo nữa. Đặt tên Ngài là Vô Não là do Ngài sống như vậy đó. Thì khi mà Ngài được Đức Phật độ đó, Ngài đi tu rồi đó, thì những cái người mà gặp Ngài đó, người ta lấy đá lấy cây, người ta đánh Ngài chảy máu luôn. Nhưng mà Đức Phật ra cản thì người ta mới nói cái tên này là cái tên ác nhân. Mà nếu mà Ngài không có cho chúng tôi mà coi như đánh đập hắn thì hắn sẽ là người ác gì đó. Thì Đức Phật mới nói người này trước kia là ác nhân, bây giờ hết rồi. Nếu người này vẫn còn là ác nhân, liệu nãy giờ quý vị có đủ còn sức để đứng đây để mà đánh ông này không? Nếu ông này vẫn còn cái tâm ác trong lòng ổng, thì nãy giờ quý vị có còn mạng để mà đứng đây mà chửi bới mà đánh đập không? Nãy giờ quý vị đánh ổng đến thinh à? Ổng chịu đựng những cái đòn roi của quý vị thì rõ ràng ông này thay đổi rồi.
Phải không? Đó là sám hối đó. Đó là chuyện. Rồi đến khi mà Ngài ở một cái đoạn khác á, là Ngài gặp một cái người đau bụng và sắp sinh, mà cầu để mà sự ban giống như là gia trì đó, thì Đức Phật nói, ông tới ông nói là công đức tu tập của tôi có bao nhiêu thì hồi hướng cho cô này. Nói dạ con đâu có tu tập gì đâu, trước kia con không có gì hết. Từ trước đến nay con không có công đức. À thì bây giờ ông nói ngược lại đi, kể từ giây phút con tỉnh thức con tu tập, con có được công đức gì con hồi hướng cho người này. Cái đó nó rõ như vậy. Cho nên á, trước khi mà mình tu tập, mình chưa tu là nó vậy nè, nhưng mình tu rồi nó phải khác. Cho nên mình phải nhớ là chưa tu và tu rồi. Cho nên mình mới có quy y Phật và quy y Phật rồi. Nhớ không? Quy y Phật, quy y Phật rồi. Quy y Pháp, quy y Pháp rồi. Quy y Tăng, quy y Tăng rồi. Này con mới quy y thôi, con chưa thuận. Dạ quy chưa? Dạ quy y rồi. Kể từ giây phút quy rồi đó, trở về sau. Cho nên cái lời khai thị trong cái Bát Quan Trai Giới quý vị nghe không? Từ trước đến nay tôi đã trao tam quy tam kết cho quý vị rồi. Vậy kể từ giờ phút này cho đến sáng ngày mai, nghĩa là một ngày một đêm, quý vị phải giữ tám giới cho thanh tịnh. Nghĩa là kể từ giây phút quý vị sám hối ba nghiệp thanh tịnh và đã quy rồi, thì cho tới thấu về sau. Cho nên mình mới nguyện đó, kể từ giờ phút mà con phát nguyện tu tập cho đến tận về sau. Ai ở đây thọ Bồ Tát giới nó cũng có câu đó đó. Trong khi truyền Bồ Tát giới có câu này nè: từ thân này đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không sát sanh. Nghĩa là cái thân này cho đến khi mình thành Phật, thì từ đây mà đến thành Phật là nó có cái khoảng giữa, phải không? Cho nên trong Bồ Tát giới nó là từ thân này, từ cái thân này cho đến cái thân thành Phật, ở khoảng giữa. Nghĩa là trong khi mình đi đến cái chỗ thành Phật là mình có thể làm ác nè. À, cho nên khi nào mình chưa thành Phật thì có thể là mình làm xấu đó. Cho nên từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không trộm cắp. Mình đọc cái giới là mình phải hiểu câu đó. Ủa nói vậy là sao? Thân này cho đến thân thành Phật. Cho nên từ cái thân này mới lớp tới cái chỗ mà thành Phật á, còn nhiều trong gai lắm á. Chờ hồi sáng này Pháp Hòa làm lễ đám cưới cho cặp trẻ. Chú rể sinh năm 89, năm nay cũng 30 rồi hả? Phải không? 89 rồi, 30 chưa? Đến 99 hay là 9, 13 mấy rồi. Thì Pháp Hòa mới nói hôm nay á, là hai đứa con là bắt đầu xây dựng hạnh phúc. Mới có xây dựng thôi nha con. Còn cái nhà này nó giữ một bao lâu, cái nhà hạnh phúc này giữ bao lâu là bắt đầu công trình xây dựng. Thấy không? Cho nên hôm nay là gom gạch, ngói, xi măng, mọi thứ. Rồi bắt đầu hai đứa sẽ cùng hợp tác nhau xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà từ đây cho đến ngày về già đó, từ bây giờ cho đến lúc về già là một quá trình nhiều việc phải làm lắm. Cho nên khi nào mình chưa thành Phật thì cái lỗi lầm nó có thể nó rơi rớt, có thể nó làm. Cho nên nhớ là từ đây cho đến sáng ngày mai. Ôi tôi tu được 12 tiếng rồi, 9 sáng tới giờ, 9 giờ tối 12 tiếng rồi. Mới có 12 tiếng rồi. Còn 12 tiếng nữa đó. Hỏi sáng giờ có ăn dụng không? Có ăn phi thời không? Dạ không có. Rồi ráng giữ nghe. Có thể 10 giờ tối là sẽ rơi rớt vô đó. Tại vì hồi sáng giờ là ăn cũng khá khá rồi, cho nên bụng no. Nhưng mà có thể 10 giờ 11 giờ đêm coi chừng đói đó. Đói là đi ngang mà cái gì mà nó phương tiện quá. Nhất là mấy cái gì mà chiên chiên giòn giòn. Hoặc là một miếng bánh tét, một miếng bánh gì đó rất dễ rơi rớt nha. Cho nên từ còn 12 tiếng nữa cho đến ngày mai trọn 24 tiếng coi chừng. Thí dụ vậy đó. Đấy, sáng giờ tôi giữ kỹ lắm nha, không ăn cắp ăn trộm gì hết á. Nhưng mà tối nay sợ có người đi đánh răng rửa mặt gì đó làm rớt chiếc bông chiếc nhẫn gì đó. Coi chừng tâm tham chưa được điều phục
thì có thể nó va chạm vô cái vật của người khác đó. Thí dụ này, từ thân này cho đến thân thành Phật, cái lời mà khai thị Bát Quan Trai đó, từ trước đến nay quý vị đã thọ tam quy tam kết rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng ngày mai, nghĩa là 24 tiếng phải cố gắng giữ. Cho nên một là không có lòng tin, hai là không có sự thực hành quyết định, ba là không có sám hối. Vì vậy cho nên này A Nan, quý thầy hãy hộ trì kho tàng chánh pháp, phải vững chắc trong lòng tin sâu sắc, sự thực hành quyết định và tâm chân thành sám hối. Mình phải có một cái lòng tin sâu sắc. Và xin đại chúng nhớ là cái niềm tin mà Phật giáo muốn nói ở đây không phải là niềm tin mù quáng, không phải là cứ tin càng tin bừa, mà mình phải có một niềm tin vững chắc ở chánh pháp. Phải làm ba việc là mong cầu giải thoát, siêng năng và không buông lung. Ai trong chúng ta mà không có cái tâm mong cầu giải thoát? Nếu mình nói theo người đời là gì? Muốn được sự sống an nhàn. Người tu thì muốn giải thoát. Mà giải thoát là gì? Khi tâm không có ràng buộc, lòng mình không có khổ đau, không có những cái rắc rối trong cuộc sống, đó là tâm an nhàn. Mà tâm an nhàn là tâm giải thoát. Ngoài đời thì mình không có nói cái từ giải thoát, mình nói tôi muốn sống cuộc sống bình an, thanh thản. Đó, thì người tu là gì? Sống có giải thoát. Và muốn sống có giải thoát thì sống không có dính mắc, không có cố chấp. Siêng năng, không có buông lung. Như thế đó, này quý thầy, đối với giáo pháp Như Lai được tôn xưng là cha của thế gian và đã làm xong những việc cần làm cho con người. Đối với giáo pháp, Như Lai là cha của thế gian và đã làm xong những gì cần làm cho con người. Do ý nghĩa đó, này A Nan, Như Lai lại nói thêm một thí dụ khiến cho việc phó chúc kho tàng pháp bảo vô thượng này được thành tựu tốt đẹp. Với ví dụ này, với thí dụ này, người trí sẽ hiểu được ý của Như Lai, lại có lòng tin kính sâu sắc, kính tin sâu sắc mà nảy sinh ý niệm rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri vì chúng ta mà lúc sắp nhập niết bàn đã dùng tay phải của Ngài cầm lấy bàn tay của Tôn giả A Nan phó chúc cho kho tàng pháp bảo vô thượng Bồ Đề mà Ngài đã tích tập từ vô số kiếp. Này A Nan, ví như có vị thương chủ đang đi trên đường xa, bây giờ những gì đáng làm ông đã làm xong, vậy ý thầy thế nào? Vị thương chủ đó lúc ấy đang trở về nhà hay đang ở chơi giữa đường? Tôn giả A Nan thưa, vị thương chủ đó đang trở về nhà chứ không phải đang ở chơi giữa đường. Tức là Đức Phật nói rằng thí dụ như có một ông thương chủ tức là người đi buôn á, đang đi trên đường xa. Bây giờ ông những gì ông cần làm ông đã làm xong rồi, thì khi mà ông đang làm xong thì trên đường đi thì với cái ý niệm là ông trở về nhà hay là ông đang đi rong? Thì Ngài A Nan nói dạ, ông sống đi về thôi. Cũng giống như mình á, ví dụ như mình nói lát tôi đi chợ xong rồi cái ra xe đề với xe lui xe đi, thì trong đầu của mình đi chợ xong thì làm gì? Đi về nhà. Nhất là mùa đông á, đi chợ mua rau trong xe còn đóng lòng có dám đi đâu hết chứ, phải đi về nhà thôi. Tại sao nó rau nó chín? Nếu mà trời ngoài lạnh quá là mà đi ta bà thế giới một hồi là rau nó chín hết, cho nên phải đi thẳng về nhà. Thì Đức Phật nói vị thương chủ đó trở về nhà chứ không phải là đang ở chơi giữa đường.
Nẻ nang, Như Lai là cha của thế gian, là người bạn thân thiết của thế gian, là bậc đạo sư của thế gian. Cũng như vị thương chủ kia đã dùng trí tuệ giác ngộ vô thượng mà làm xong những gì cần làm, không còn Phật sự nào phải làm nữa. Tất cả chúng sinh đáng được độ đều đã được độ, đều đã được khéo léo điều phục. Đó. Đức Phật cũng vậy. Bây giờ Ngài có nhập Niết Bàn thì việc Ngài đã xong rồi. Ở trong kinh đó, hay dùng cái từ đó. Thế nào là trạng thái của một vị gọi là nhập Niết Bàn, hay là một vị mà việc mình đã xong, thì người ta hay nói những cái trạng thái đó là gì? Các lậu hoặc đã không còn, tức là phiền não nhỏ nhất không còn, việc làm đã xong như củi hết lửa tắt, lợi mình lợi người đã xong, dứt các sự ràng rịch trong các cõi. Nhiều khi tâm mình á, mình sống ở đây chứ mình ràng rịch nhiều cõi lắm, cõi nào mình cũng bị dính đó, đó. Ví dụ ha, mình chơi với một người bạn về vấn đề buôn bán, cho mình cũng có nghịch ý với người ta trong đó. Cái thôi chán quá đi vô chùa. Đi vô chùa cái lại cũng có chuyện trong chùa nữa. Đó. Rồi cái về huynh đệ này mình không hợp, cái mình nhảy qua huynh đệ khác lại cũng có chuyện nữa. Như vậy thì có phải là cõi nào cũng có mình không? Ràng rịch trong các cõi. Thấy không? Đời cũng có mình, đạo cũng có mình, buôn bán cũng có mình, nói chuyện cũng có mình, rồi cái gì cũng mình cũng có dính vô, mà dính vô đâu thì lại ràng rịch tới đó. Cái chữ đó mình hiểu vậy đó, chứ không phải là các cõi đây là cõi trời, cõi đất gì đó. Nhưng mà ở đây nó cũng có tượng trưng cho gì? Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta tiếp xúc nhiều nhiều cõi lắm. Đó, có những người, ví dụ mình đi ra đường buôn bán là, thì dân buôn bán là một cõi rồi. Rồi lối xóm với mình nhau không cũng cõi rồi. Rồi người nhà với mình nhau cũng cõi rồi. Mà người nhà nó cũng chia ra nhiều cõi lắm nha. Thí dụ như giữa người lớn với nhau, rồi giữa mình với người nhỏ với nhau đó, rồi giữa cha với mẹ, giữa chồng với mình, vân vân. Cho nên nhiều cõi lắm. Và đến cõi nào mình cũng phải làm sao mình ứng xử, mình sống như thế nào để cõi nào mình cũng được giải thoát đó. Cho nên cái trạng thái của cái người mà có thể có được cái Niết Bàn là cái trạng thái gì? Dứt sự ràng rịch của các cõi. Có nhiều khi mình ở đời mình chán rồi, mình nói thôi ngoài đời giờ hơn thua mệt lắm, nhậu nhẹt tối ngày mệt lắm, thôi giờ đi chùa. Tưởng sao vô chùa dính tiếp, phiền người này giận người kia hơn người đó, đó thôi giờ tôi nấu bếp phiền não quá, thôi để tôi lên cắm bông. Lại dính với cái phiền não với cái khu vực cắm bông, nó thôi giờ tôi cũng cắm bông, tôi vô ban vệ sinh, lại cũng có chuyện với ban vệ sinh. Cho là tâm mình, tại vì sao? Tại cái gốc mình chưa trừ. Cái gốc phiền não mà không trừ thì chỗ nào cũng giống nhau. Cũng giống như tay mà dơ rồi thì cầm cái gì nó cũng dơ, phải không? Tay mà sạch thì mình cầm gì nó cũng sạch. Rồi tay mà dơ rồi thì rớ vô cái gì cũng dơ hết. Tâm mà phiền não rồi, cái chấp nó còn đó thì cái cách nào mình cũng có cái chấp của mình hết. Nguy hiểm lắm. Quý vị đọc ở trong kinh đó, Pháp Hòa nhớ là đây là những cái từ mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm đầu tiên đó, phẩm tựa thứ nhất đó, quý vị sẽ đọc được những cái chỗ này. Tại vì lúc đó là nói đến những vị mà có mặt trong cái pháp hội đó đó. Này A Nan, có ba điều nếu không đạt được đầy đủ thì Như Lai không nhập Niết Bàn. Này, bây giờ Phật không nhập Niết Bàn nếu mà ba điều này không thể thực hiện được. Ba điều đó là: trước hết là chư vị Đại Bồ Tát chưa an trú nơi quả vị bất thối chuyển. Bất thối chuyển là gì? Bất thối chuyển là cái tâm của mình nó chưa ở được một cái trạng thái là không có lui sụp, không có đổi dời, mà mình phải, nếu mình còn đổi dời tức là mình bị thối chuyển. Còn nếu tâm mình vững vàng, không có thay đổi gì hết, gọi là bất thối chuyển. Bây giờ Phật chưa yên lòng để đi. Cũng giống như con mình ở nhà, mình chưa thể bỏ nó mình đi 100% được. Tại sao? Tại vì nó chưa biết nấu ăn.
nó còn ghiền chơi lắm, nó gì gì đó, cho nên mình đi đâu cũng phải tranh canh thủ về, chưa dám đi trọn vẹn. Còn nếu mình dám đi mà cả tuần cả tháng yên lòng, là trừ khi nào mình biết được rằng các con của mình nó vững vàng trong cái cuộc sống của nó, nó đủ trí khôn để nó nhận định những cái gì sai quấy mà nó xa lìa. Trước hết là chư vị Bồ Đại Bồ Tát chưa an trú nơi quả vị bất thối chuyển. Này A Nan, nếu vào lúc pháp vô thượng của chư Phật ẩn mất, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức na do tha kiếp, mà chư vị Đại Bồ Tát chưa chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề, thì chư Phật bây giờ phút bàn đã đến, nhưng thấy căn lành của chư vị Bồ Tát ấy chưa thuần thục, vì khiến cho họ được thuần thục, được an trú nơi quả vị thối, chư Phật sẽ dùng thần lực giữ cho đến chư Phật, đến khi chư vị Bồ Tát kia đạt được quả vị bất thối chuyển, rồi tuần tự thọ ký cho chư vị ấy được bổ xứ thành Phật. Bây giờ các vị Phật mà dù đến tới cái lúc nhập niết bàn rồi, nhưng mà các ngài cũng sẽ cố giữ lại. Cho nên mình hay nguyện chư vị tôn đức khi mà các ngài viên tịch đó, mình hay nói cái câu đó đó. Duy nguyện bất vi bổn thể, là gì? Không có quên cái lời nguyện xưa, lân mẫn phàm tình, tức là không quên lời nguyện xưa, vẫn thương được cái chúng ở cõi phàm trần này, để làm gì? Tái lai phổ độ. Hoặc là các ngài dùng cái gì? Cái chữ tái lai phổ độ là trở lại đời này, gọi là tái lai, để mà rộng độ. Có khi mình dùng cái từ gì? Duy nguyện không trụ nơi an dưỡng, tức là đi lên cái cổ mà an dưỡng nhẹ nhàng rồi, không trụ đó, mà hội nhập ta bà, tức là quay trở lại, nhập vào cõi ta bà này, để làm gì? Giáo hóa chúng sanh. Đó là những cái từ mà chúng ta hay nguyện chư vị tôn đức, khi các ngài thấy tụi con dưới này còn cần lắm, cho nên thôi các ngài, mặc dù các ngài có thể ở nên cảnh giới của các ngài đó, nhưng mà thôi các ngài hãy về với chúng con để tiếp tục dẫn dắt cho chúng con tu tập. Cho nên các ngài mới nói tái hiện đàm hoa. Đó là những cái từ rất là đẹp và rất là hay, mà để mình dùng, để mình xưng tán cầu nguyện chư vị tôn đức khi các ngài viên tịch. Tái hiện đàm hoa là gì? Trở lại đời này, hiện lại một đóa hoa đàm ở giữa cõi đời. Hồi trưa này Pháp Hòa chọn tụng cái bài sám, cái bài sám hồi chiều mình tụng, tại vì trong đó có mấy câu: cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Tại vì khi Pháp Hòa đọc được cái đó đó, đọc những cái câu đó trong đầu của mình đó, cái hình ảnh của sư ông, Pháp Hòa nhớ có một năm Pháp Hòa vô thăm xong Từ Giả đi về, sư ông ôm ông xong, xong vỗ đầu xong nói: ráng giữ mình nghe con. Thì Pháp Hòa mới nhớ một câu và nói: dạ thưa sư ông, có sư ông đây rồi con không còn lo sợ. Tại vì trong cái bài sám mà xong viết trong đó có cái câu á, hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, trong cái bài sám hạnh phúc đó. Nhưng mà khi mình đọc cái câu là cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh, giờ phút này sông núi chứng minh, thì mỗi lần mà mình đọc cái bài đó thì tự nhiên cái hình ảnh của sư ông nó có mặt. Và mình thấy rằng những lúc mà thầy trò ngồi bình thường trên pháp tòa là một việc, nhưng mà những lúc ở dưới bình thường có những lời nói, có những cái dạy dỗ mà mình thấy được cái tâm huyết của người đối với thế hệ trẻ, đối với người sau. Cho nên khi mà soạn cái nghi thức cúng hồi chiều, Pháp Hòa chọn cái bài đó để tụng, tại vì nó rất là phù hợp mà nói đương được cái tâm nguyện của người. Và mình tin rằng sư ông sẽ trở lại. Hồi đó
Thượng tọa Giác Thanh đó, là trụ trì đầu tiên của tu viện Lộc Uyển ở bên San Diego mất đó. Thì cái tu viện Lộc Uyển đó, mua cái cơ sở đó năm 2000. Và khi kiến tạo cái tu viện thì Thượng tọa Giác Thanh là người trụ trì đầu tiên. Nhưng mà không có lâu, Ngài sống ở đó đến năm 2001 là Ngài tịch rồi. Mà khi mà Thượng tọa tịch đó, thì sư ông đang bận cái chuyến Phật sự ở xa, không có về được. Thì sư ông mới viết một cái thư pháp, một bài kệ để gửi về cho Thượng tọa. Thì đọc xong cái bài kệ đó thì Thượng tọa nhắm mắt đi nhẹ nhàng. Thì cái bài kệ đó như thế này: Trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm. Tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Ý nghĩa bài kệ như thế này: thầy là người trượng phu, là một trong 10 hiệu đó. Thầy nói theo một cái người tu là người trượng phu là gì? Người dám bỏ cuộc đời này để hy hiến cho sanh chúng, đó là trượng phu. Cho nên người nữ mà dám bỏ cuộc đời mình đi tu thì mình cũng là trượng phu đó. Nhưng mà mình mới trượng phu được hình tướng thôi, mình phải ráng làm sao mình sống cho được cái bản chất của trượng phu, là không có chấp chuyện nhỏ nhặt. Chứ còn mình làm được một cái chuyện phu trượng phu rồi là cái đầu dám cạo. Cái tóc của người nữ rất đẹp mà dám cạo. Rồi người nữ là đáng lý ra rồi là được cái cơ hội ăn mặc rất đẹp mà dám mặc đi, bỏ hết những cái đó chỉ mặc những cái áo nâu sòng thôi. Làm được cái việc đó rồi thì tại sao không sống được cái tâm hạnh của một đấng trượng phu, gọi là điều ngự mà, điều phục, chế ngự những phiền não khó khăn trong cuộc sống mình để làm điều ngự trượng phu. Nói theo cái nghĩa là vậy đó. Cho nên ai mà dám bỏ đời mình mà đi hy hiến cho cái chung đó, gọi là trượng phu đó. Trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm. Tức là thôi giờ thầy có đi thầy cứ đi, việc thầy cần làm thầy làm xong hết rồi, phải không? Và ở trên cái sườn núi của cái tu viện Lộc Uyển, sư ông định là cất cái tháp ở chỗ đó để tưởng niệm thầy trụ trì đời thứ nhất của Lộc Uyển. Cho nên nói tháp vừa dựng sườn núi, tức là ở chỗ đó mà dựng xong cái sườn, cái tháp ở ngay cái sườn núi đó đó, thì sẽ có một đứa nhỏ trở lại đời này để độ, để tiếp tục công đời sống tu hành để độ đời. Tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Cho nên các vị bên Tây Tạng ta hay có cái truyền thống là đi tìm những hóa thân của các vị lạc ma. Tại vì cái tâm nguyện của các ngài còn. Có những vị á, muốn ra hải ngoại độ sanh lắm mà không biết tiếng Anh. Cho nên các ngài nguyện sanh ở ngoại quốc học tiếng Anh để độ cho người ngoại quốc. Bây giờ cái bài kệ đó, đó được khắc để trên cái tháp thờ Thượng tọa đời trụ trì đời thứ nhất của tu viện Lộc Uyển. Trong đó không có cốt có gì đó, chỉ là cái bàn thờ nhỏ nhỏ để cái bài kệ đó. Năm Pháp Hòa đi qua dự tang lễ 2001, thấy cái bài kệ đó: trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm. Tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Nghĩa là sự tái sinh của mình nhanh lắm, không cần lâu. Cái tháp vừa dựng lên thôi thì cõi đời này đã có một đứa nhỏ, một người trẻ đã trở lại độ đời. Cho nên thí dụ như bây giờ mình đời này mình thấy mình còn trẻ mà mình quyết chí mình tu, mình biết túc duyên của mình lớn lắm. Đó là cái duyên lành của mình lớn lắm, thì ráng giữ cái túc duyên đó, đừng có để những cái khác nó xen vào. Coi vậy chứ tâm tu thì mình có, nhưng mà ác pháp thì nó dẫy đầy, không có cẩn thận thì ác pháp nó lôi mình. Cho nên nhiều khi mình ngồi đây chứ mình không có tâm tu, mình đâu có vô đây làm gì. Có tâm tu lắm, nhưng mà không có cẩn thận thì phiền não nó lôi kéo mình mỗi ngày.
Chướng duyên nó cứ đến với mình mỗi ngày để làm chi? Để mình tu tà tà vậy thôi, có hình tướng tu với người ta vậy thôi, chứ chẳng làm được cái gì. Thì không làm được gì thì mình không truyền bá được đạo. Nhiều khi người ta nhìn mình, người ta ngồi ớn xương sống, tu như anh đó, bà đó, chị đó, cô đó. Thấy không? Thành tử ra thân giáo. Nếu mình không có khẩu giáo thì thân giáo. Cách sống của mình mỗi ngày sống như thế nào để người khác nhìn vào đó, người ta thấy được một cái nét đẹp ở nơi mình. Cô đó hồi đó chưa đi tu, đi tướng xấu, giờ đi tu rồi, đi tướng đẹp, đúng cái tướng của sư cô. Thầy kia hồi đó đi tướng kỳ cục lắm, nói năng kỳ cục lắm, mà từ ngày ông tu tới giờ thấy ông thuần ra. À, ông thầy hỏi thọ tỳ kheo mấy năm rồi? 20 năm rồi, 10 năm rồi, mà còn thô tháo, còn sân si. Sân si từ Phật tử, sân si tới huynh đệ của mình, thì sao ra tướng không thấy được. Cho nên thành nữ có cái hình tướng trượng phu chứ tâm chưa trượng phu. Kiếm chuyện nhau hà rầm. Người ta ngoài đời người ta kiếm tiền người ta sống, thậm chí người ta còn tự nhắc nhở người ta vô hãng làm, ai kiếm chuyện với mình á, nhớ nhắc với nhau, vô đây kiếm sống không phải kiếm chuyện. Thôi ráng nhường nhau sống đi. Anh nhường tôi chút, tôi nhường anh chút, mình tới đây kiếm tiền sống mà. Rồi tìm vô đây làm chi vậy? Tìm pháp tu. Anh vô đây anh tìm pháp tu chứ không anh tìm pháp chuyện. Vô đây mà kiếm chuyện là trật rồi. Vô đây để mà kiếm cái pháp môn để mình tu. Pháp môn xin nguyện học. Học như thế nào, tu như thế nào để xứng đáng là gì? Ơn nghĩa xin nguyện đền. Đọc mỗi ngày. Nội cầm chén cơm lên ăn thôi. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền. Ai làm cho mình ăn? Ai cống xương sống, cống xương sườn nấu cho mình ăn? Dọn lên từng ly từng tí. Nhiều khi mình thấy thương lắm. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy thầy, mỗi lần mà chùa mà có cái gì, Pháp Hòa hay nói lắm. Con thấy không? Thấy cái tâm của Phật tử không? Thấy người ta thương mình không? Phải ráng tu tập, phải ráng sống như thế nào để đáp được cái thâm tình mà Phật tử đối với mình. Ta đi làm cực khổ, người ta mắc gì người ta cho mình? Ta nuôi gia đình ta không sướng sao? Tại sao người ta nghĩ tới mình? Người ta gửi tới cho mình cái này, người ta tặng cho mình cái kia. Cho mình phải làm cái gì đó để mình xứng đáng mình nhận cái đó. Cho nên cái kinh Nhật Tụng mà Pháp Hòa thích là 5 cái bài quán nguyện mỗi bữa ăn. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Sống như thế nào để mình cũng giống như mình đi làm cho người ta mà chẳng có làm gì hết, cứ lãnh lương, nhiều khi mình cũng thấy ngại nữa. Phải không? Cái người Phật tử nhiều khi họ nói với mình thấy thương lắm. Trời ơi, con vô con có làm gì hết trơn, tự nhiên lãnh tiền thấy tội ổng quá. Khi mà họ nói được những câu đó đó, mình thấy cái tâm của họ. Có nhiều khi lạng hoạn, mình là người tu với tâm nhiều khi thua Phật tử. Tâm một người Phật tử mà tu tập mà nó còn có những cái rộng lượng. Như Lai sẽ dùng thần lực giữ cho chính thân mình được trụ thế thêm. Cho nên á, bây giờ Đức Phật á, ngài cái thân của ngài không còn phải không? Nhưng mà ngài trụ thế qua 5 cách. Để chúng nhớ không? 1 là cây bồ đề. 2 là bảo tháp. 3 là pháp luân. 4 là hoa sen. 5 là xá lợi. Ngài còn ở đó để gì? Để làm niềm tin. Làm niềm tin. Cho nên nhiều khi các ngài đi rồi, các ngài để xá lợi để chi? Để làm niềm tin cho mình. Ở Việt Nam 1-2 tuần trước, sư bà Như Đức chủ trì chùa Dược Sư ở Gò Vấp tịch, bằng tuổi với sư Đại Trí Định mình nè, hai vị đó là huynh đệ đó. Sư bà Như Đức ở Dược Sư với sư Đại Trí Định mình đây là huynh đệ đó, xưa ở chung chùa Dược Sư đó.
Vừa rồi sư bà Tịch đó, đem đi trà tì đó, đem ra quá chừng xá lợi luôn. Và xá lợi đủ màu ở trường, rất là đẹp. Thì có những vị đem hình xá lợi ra. Con nhìn hình ảnh này, đây là một ấn chứng cho cái công hạnh tu tập của sư bà. Và chúng con xin noi theo cái gương này mà sống. Mà sư bà đâu có làm gì đâu. Tu thôi, niệm Phật thôi. Cho nên đó, sư ông Vạn Đức, tức là sư ông Trí Tịnh, ngài nói đơn giản lắm. Ăn chay, niệm Phật, làm lành. Thấy điều đó đúng, cứ làm, tới đâu tới. Tới đâu tới. Nếu mình thấy cái điều đó mình làm, mà mình hợp với chánh pháp. Chứ mình tu mà mình... Hồi đó Việt Nam mình có cái bài ca dao á. Cái câu gì mà rủ nhau đi cấy đi cày. Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Mình đi cấy đi cày bây giờ khó nhọc lắm, có mai mốt mình được hưởng. Nhưng mà cái bài đó thì nó khuyến khích. Nhưng mà thật sự tu tập á, nó hơn cái đó nữa. Tại sao? Không phải là bây giờ khó nhọc để mai mốt có cái ngày sung sướng, mà mình tu được ngày nào, mình qua được những cái phiền não của mình ngày nào là mình hạnh phúc ngày đó. Ở trong kinh gọi là gì? Trong kinh dùng cái từ là tự hoan hỷ. Ngày nào mình qua được khổ đau, phiền não, ngày đó mình tự hoan hỷ. Trời ơi, hồi đó là tôi đâu có nhẫn được vậy đâu. Nói cái câu đó là chết với tôi á. Mà bữa nay sao tôi khá ghê á. Sao tôi tỉnh bơ, tôi không có phiền muộn gì hết trơn á. Tôi không có nhớ luôn á. Trời ơi, biết rồi đó, khá rồi đó. Bây giờ Phật mới nói, chờ cho tới khi chư vị Bồ Tát kia đạt được quả vị bất thối, rồi lại tuần tự thọ ký cho chư vị ấy được bổ xứ thành Phật. Sau đó chư Phật mới nhập vô dư Niết Bàn. Khi nào mà các ngài, khi nào mà các ngài thấy mình ok hết rồi, các ngài mới dám nhập vô dư Niết Bàn. Không phải là các ngài sợ gì, nhưng mà vì thương, vì thương. Sợ mình đi tới đó rồi mà không ráng chận nữa thì làm cho mình bị vấp ngã tội. Pháp Hòa hay ví dụ như các thầy á, khi nào mà các thầy mà lái xe chở rồi đi đâu mà đường thẳng vậy nè. Rồi Pháp Hòa mới nói á, khi mà mình đi một cái đường thẳng á, mặc dù đường mình thấy nó trơn tru phải không, nhưng mà con có dám bỏ tay lái ra không? Không, giữ đó. Chi? Để chiếc xe mà nó thăng bằng, nó cân bằng, nó đi thẳng. Cái người tu mình cũng vậy. Cái cuộc sống của mình cũng vậy. Nhiều khi mà thấy nó trơn tru quá, mà buông lưng một cái thôi, buông tay cái thôi, phải không? Đảo liền. Lái xe mùa đông. Hôm bữa chú Trung Hải, chú lái xe mùa đông mà trời trơn tuyết á, chưa có quen, mày mới biết lái ở xứ tuyết mà. Phải không? Nói khi mà mùa đông á là con thả cái chân ra để cho xe nó tự nó lăn lăn, từ từ mình mới nương vào cái trớn đi tới rồi mình mới đạp. Chứ mà mình càng cố mình đạp á là cái xe nó sẽ càng quay. Cho nên mình ở xứ tuyết, mình lái xe mùa đông, nó có cái nghệ thuật của nó. Nó có cái nghệ thuật lái mùa đông. Phải tập tha lắng, thắng từ xa chứ đừng tới sát mới thắng. Trơn quay chết á. Mà quay một cái là thôi, nó quơ mấy chiếc xe xung quanh luôn, nguy hiểm lắm. Cuộc sống này cũng vậy. Ở quốc độ nào, ở nơi nào, nó có cái nghệ thuật sống ở đó đó. Nói có nghệ thuật nói, hành xử có nghệ thuật hành xử. Mình hướng dẫn một đứa con nít, khi mà nó tập đi á, mình thấy nó đi chứ có dám bỏ nó đâu. Đi theo làm sao phải không? Lấy cái tay, lỡ nó quỳ xe mình chụp nó kịp. Mình tập cho người bệnh đi cũng vậy. Thấy người ta đi khá khá không có buông, mình lơ người ta chút nhưng mà rất là sát, để lỡ người ta sụp mình chụp được.
Pháp Hòa hay thấy cái hình ảnh đó. Cũng giống như mình mà Pháp Hòa nói với mấy trẻ, mấy bạn trẻ đó, cha mẹ quan tâm mình cũng giống vậy đó. Nhiều khi thấy mình khôn lớn rồi để cho mình tự mình làm, nhưng mà cái lòng của cha mẹ không có bỏ mình được đâu. Lúc nào cũng quan sát mình hết đó. Lỡ mình có vấp ngã gì là cha mẹ đưa tay ra, dù mình ở bất cứ tuổi nào, phải không? Ở đây có phải không? Ở đây làm ai làm cha mẹ biết. Tại sao không? Pháp Hòa cũng vậy thôi. Mặc dù bây giờ các thầy lớn rồi, các thầy có những công việc mình giao cho các thầy làm, nhưng mà không bao giờ mà mất sự quan tâm. Lâu lâu cũng phải phone hỏi thăm, con đang ở đâu, con làm gì, muốn nhờ là phải hai câu đó trước. Nhiều khi hỏi con ngủ chưa, chưa mới dám nói tiếp, nếu con ngủ rồi, thôi ngủ đi. Dạ con, dạ chưa gì hết, không biết người ta ngủ chưa, nhắn qua một câu, đi xuống đây làm cho tôi này kia coi. Nó đi nhưng mà nó phiền não. Và mình hỏi ngủ rồi mà mình thấy chuyện không gấp lắm thì thôi, à ngủ đi, mai sáng ngủ dậy giúp thầy việc nha. Mình cho người ta cái signal ngày mai người ta có việc để giúp thì người ta tranh thủ. Dù là đệ tử, mình có nói theo thế gian là mình có quyền sai, nhưng mà không phải vậy. Không phải vậy. Cũng giống như ở nhà, ví dụ như mình là một người chủ, mình có quyền sai người làm mình, nhưng mình cũng phải có giờ giấc chứ. Giờ nào người ta nghỉ, giờ nào người ta mệt, thậm chí thấy mệt một chút. Hồi nãy có ông bác tám mấy tuổi lên thăm Pháp Hòa, đi lên cầu thang thở muốn chết mà sợ Pháp Hòa không có thời gian á, gấp rút nói cho lẹ rồi nói bác cứ ngồi thở đi, Pháp Hòa còn đây nè, Pháp Hòa không đi đâu đâu, Pháp Hòa đang dọn dẹp đây, bác cứ ngồi thở đi rồi thở khỏe rồi nói chuyện. Bác sợ Pháp Hòa bận cho nên tranh thủ nói đi nhanh nói lẹ. Nhiều khi ta chưa nói hết xong câu chuyện mình lãnh nợ. Trong trường hợp của Như Lai cho tới hôm nay, Như Lai đã thọ ký thành Phật cho Bồ Tát Di Lặc và trăm ngàn vạn ức na do tha chư vị Bồ Tát khác, khiến cho chư vị ấy đã an trú nơi quả vị bất thối chuyển. Bây giờ Phật nói đó là cái chuyện của chư Phật. Bây giờ đối với tôi nè, trong trường hợp của Như Lai cho tới hôm nay, Như Lai đã thọ ký cho thành Phật cho Bồ Tát Di Lặc. Đại chúng nghe câu này ha, thọ ký thành Phật cho Bồ Tát Di Lặc. Chứ bây giờ mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước, mình gọi trước chứ ngài chưa thành Phật mà. Ngài còn đang là Bồ Tát, chưa thành Phật ở cõi này. Cho vì mình gọi Phật Di Lặc là mình gọi trước. Không có sai, nhưng mà mình hiểu. Ủa tại sao có chỗ gọi là Bồ Tát Di Lặc, tại sao gọi là Phật Di Lặc? Thì biết mình gọi Phật là mình gọi trước thôi. Cũng giống như mấy thầy hay giỡn với nhau á. Mặc dù còn trẻ chứ gặp nhau ôn khỏe không? Đó là kêu trước đó. Trước sau cũng làm ôn thôi. Đó là Như Lai thương xót chúng sanh đã làm xong những việc cần làm. Phật thương xót chúng sanh làm những việc cần làm là thọ ký. Tức là để cho mình yên tâm. Yên tâm có người lo rồi. Hồi nãy có một cái gia đình đó, ở Vancouver thỉnh đám tang. Nói là giờ mời thầy Pháp Hòa mới nói tránh được cái cuối tuần không? Mà thí dụ lỡ Hòa đi không được thì thầy khác đi được không? Dạ sao cũng được, miễn quý thầy sắp xếp đó, để cho thầy yên tâm. Nhiều gia đình lên thỉnh đám tang Pháp Hòa không có nhà, Pháp Hòa nói trước. Bây giờ ngày đó Hòa không có nhà nha, nhưng mà yên tâm, Pháp Hòa sắp xếp hết, rồi có các thầy lo, các thầy tụng. Dạ. Để chi? Mình nói ra thì yên tâm. Cho nên Phật cũng sợ mình đó, hoang mang. Các con đừng lo, ta thọ ký Di Lặc Bồ Tát sẽ take care, sẽ take over. Tại sao các ngài phải nói điều đó? Vì thương chúng sanh, sợ mình hoang mang.
Cho nên ngày khi mà Đức Phật sắp tịch đó, vì thương mình đó, cho nên Phật nói hết tất cả những gì cần nói. Sư ông cũng sợ vậy đó. Sợ mình biết là một ngày nào đó sư ông mất là mình hụt hẫng. Cho xong nói mai mốt mà thiêu thầy xong rồi đem cho thầy các trung tâm rải con đường đi thiền hành, và thầy sẽ cùng đi thiền hành với các con mỗi ngày. Pháp thân của thầy ở khắp nơi, đừng có nhìn đám thầy không có bị hạn hẹp trong một nắm tro đó. Thầy ở mỗi bước chân của mình, thầy ở mỗi hơi thở của mình. Cho nên khi mà biết rằng khi mà tin xong mất, quý vị biết mấy ngày nay là cả thế giới đưa tin, tất cả các đài Mỹ, đài Anh, đài Đức gì đưa tin hết. Thì các thầy ở bên các trung tâm cũng muốn đại chúng giữ vững được cái tâm của mình, cho nên các thầy mỗi lên mỗi trung tâm lên nói mấy phút. Đại chúng khắp nơi trên thế giới, mình đang thở cho thầy, tức là thường thường các người Mỹ hay gọi xong bằng thầy, mình đang thở cho thầy, mình đang đi cho thầy. Và vì biết như vậy cho nên các ngài đều nói như vậy hết. Chẳng hạn như ở ngoài đời cha mẹ cũng vậy, khi mà cha mẹ không còn nữa thì các con yên lòng, nếu làm sao các con sống được những lời cha mẹ dạy thì cha mẹ đang ở trong các con. Tổ Đạt Ma theo sử, khi mà Tổ Đạt Ma sắp mất á, ngài mới để là một bài kệ. Bài kệ như thế này: Ngô Bổn Lai Đông Độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất chi sanh ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Tức là tôi từ Ấn Độ đến đây, Ngô Bổn Lai Đông Độ, tức là tôi từ ở Ấn Độ sang cái phương Đông này, Ngô Bổn Lai Đông Độ, truyền pháp cứu mê tình, tức là truyền pháp giúp đỡ độ cho những người mê lầm. Một nhánh mà tỏ ra năm lá, một nhánh mọc năm lá, nhất chi sanh ngũ diệp. Một cành, một nhánh mà có được năm lá, kết quả tự nhiên thành. Đó là như một cái lời ứng chứng không? Năm lá là gì? Đó là năm dòng thiền sau Tổ Đạt Ma: Lâm Tế, Vân Môn, năm cái dòng thiền ở bên Trung Quốc. Tào Động, Vân Môn, Lâm Tế, rồi qua tới Việt Nam cũng có năm nhánh: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn, Thảo Đường, Trúc Lâm. Nếu mình giải theo cái thiền của Việt Nam thì tại đất nước Việt Nam cũng có năm nhánh thiền. Nói vậy để chi biết không? Đừng lo. Tuy rằng tôi đi đó, nhưng mà cái để lại của tôi là nhất chi sanh ngũ diệp. Ngày nay đệ tử của Hòa Thượng, mà không phải riêng Hòa Thượng Làng Mai, hầu như tất cả quý Hòa Thượng của mình, vị nào cũng có bồ đề quyến thuộc của mình ở khắp nơi hết, phải không? Thành ra các ngài đâu có mất đi cái sự truyền thừa đâu. Mình là sự tiếp nối của các ngài. Ông bà tổ tiên Việt Nam mình không có còn bị gò bó ở trong đất nước Việt Nam nữa. Và tổ tiên Việt Nam mình bây giờ đang ở đâu? Đang ở khắp nơi trên thế giới. Họ Trần, họ Nguyễn, họ gì ở gì bây giờ khắp nơi hết. Không có nằm ở trong đất nước Việt Nam nữa. Đang lan tỏa. Giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni không còn ở trong Ấn Độ, mà giờ đi đâu? Đi khắp nơi. Đi khắp nơi hết. Đó là Như Lai thương xót chúng sanh,
đã làm xong những việc cần làm. Thứ nữa này anh em, nếu có các chúng sanh đáng được Như Lai độ thoát mà chưa được độ thoát, chưa được độ thì Như Lai không nhập Niết Bàn. Nếu ai đáng độ mà Như Lai chưa độ thì không nhập Niết Bàn. Cho nên người nào đáng độ là đã được độ. Đáng độ đây là gì? Không phải là ô anh này không đáng, có sự khinh thường. Không phải, đủ duyên thôi, đủ duyên thôi. Bây giờ họ đáng, họ được độ mà không đủ duyên thì sao độ? Cho nên cũng đâu có chữ đáng độ đó có nghĩa là người này xứng đáng, người kia dở không được xứng đáng. Đây là đủ duyên thôi. Cái người mà hữu duyên á, ở xa vẫn tới. Người không có duyên sát dách không bước qua. Nhiều khi nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn, không bao giờ mà nhiều khi muốn nói chuyện người đó nói không được. Gió ơi, gió hỏi vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này gió nghe. Tại sao không thấy nàng cười? Sát dách mà không nói chuyện được. Hỏi gió thôi, nhờ gió được chưa chuyển giùm. Mà người xa ngàn dặm mà tôi lại connect rất dễ dàng. Cái duyên thôi. Hoặc ở ngay thế giới của họ, hoặc ở các thế giới khác, các chúng sanh hiện có trong năm nẻo đường, trải qua một tuổi, hoặc trăm tuổi, ngàn tuổi, hoặc trăm ngàn tuổi, hoặc trăm ngàn ức na do tha tuổi, cho đến một kiếp hay hơn một kiếp, tất cả các chúng sinh ấy đáng được độ Phật, đáng được Phật độ thoát, chứ không phải đáng được các hàng thanh văn duyên giác độ thoát. Đức Phật Thế Tôn kia dùng Phật trí rõ biết như thế rồi. Tuy giờ phút nhập Niết Bàn đã đến, nhưng vì thương xót chúng sinh, Ngài dùng thần lực tự giữ gìn thân mạng, chờ cho đến khi các chúng sinh kia tâm ý thuần thục rồi mới độ thoát. Này A Nan, đó là điều thứ hai mà chư Phật Thế Tôn làm xong những gì cần làm, sau đó mới nhập vô dư Niết Bàn. Điều thứ nhất là người chưa an trú, thì người chưa an trú trong vững chãi trên cái tâm bất thối chuyển thì Phật không có nhập Niết Bàn. Điều thứ hai là người nào mà đáng được độ mà độ rồi thì mới yên lòng nhập Niết Bàn. Đó là hai điều. Sau nữa này A Nan, Như Lai đã nói những nghĩa lý sâu xa trong kinh Luật Luận. Các chúng hữu học và vô học của hàng thánh văn có thể không thể bàn luận mà không hiểu được. Thế nào gọi là hữu học, thế nào gọi là vô học? Ở trong kinh Pháp Hoa tụng có cái phẩm này nè, phải không? Hữu học, vô học, thọ ký gì đó. Hữu học á là những người có tu học, có giáo pháp, nhưng chưa đoạn trừ những phiền não. Cho nên các vị này cần phải học nữa để đủ khả năng trừ phiền não. Ví dụ như mình giờ nè, mình có phải là bậc hữu học không? Thí dụ ha, mình biết hết trơn luôn á, đời là vô thường nè, sống nay chết mai nè, thương nhau cho nhiều rồi cũng thấy ít, mà ghét nhau chút cũng thấy nhiều, nói đủ thứ hết, mà đụng chuyện phải có làm được gì đâu, phải không nè? Vậy thì mình biết không? Biết, nhưng mà mình bỏ không hết, phải không? Vậy thì mình phải học, phải còn học lắm. Đây là hữu học. Ở trong tứ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì ba bậc này là thuộc về hữu học. Tại vì các vị này chưa đoạn trừ phiền não. Đến khi nào các vị này đoạn trừ phiền não, chứng A La Hán mới gọi là vô học. Vậy thì bốn quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, ba quả đầu gọi là hữu học, bậc hữu học.
Tại vì các vị này biết giáo lý nhưng chưa đoạn trừ phiền não. Đại khái cũng giống mình vậy đó. Ôi cha, cái gì mà không biết hết đó. Kinh gì cũng tụng qua rồi, bài giảng nào cũng nghe hết rồi vậy đó. Giáo lý một bụng. Nhưng mà đụng chuyện á thì mình lấy giáo ra mình xử lý. Cho nên đó, mình là hữu học. Các vị đó cũng hữu học. Rồi bây giờ tới vô học phải không? Nếu ở đứng trên phương diện thanh văn thì A-la-hán là vô học. Đó là thanh văn thừa phải không? Duyên giác thừa là các vị nào chứng quả độc giác, độc giác hoặc là bích chi Phật thì đây là quả vị của các vị tu duyên giác thừa, vô học. Còn đứng trên phương diện Bồ Tát thừa, quý vị nhớ mình có ngũ thừa không? Thanh văn, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Thì hai thừa kia không nói, tại vì thanh nhân thừa, thiên thừa là của mình, không nói. Nói ba cái thừa cao hơn là thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thì các vị nào mà ở trong hàng thanh văn mà đạt được quả vị A-la-hán thì vị này gọi là vô học của quả thanh văn. Còn nếu mà ở cái bậc duyên giác, duyên giác là những vị là do quán nhân duyên mà giác ngộ, quán cái 12 nhân duyên mà giác ngộ thì chứng được cái vô học, không còn gì để học, tại vì phiền não đoạn trừ. Thì các vị này là ở cái thừa duyên giác gọi là bích chi Phật. Vậy thì thí dụ mình nói bây giờ tôi tu duyên giác thừa, quán 12 nhân duyên, rồi sao tôi mới biết tôi chứng được độc giác hay là bích chi Phật? Khi nào đối cảnh mà mình không khởi phiền não. Nhưng mà không có nghĩa là mình vô tình nha. Mình vẫn biết hết tất cả, nhưng mà không có giận, không có buồn. Và thậm chí hiểu được như vậy mà. Thí dụ như cái chị đó, cái anh đó đó, khi nào cần mình đó là ngọt dữ lắm, mà hết cần mình là chẳng nhìn mình như người không quen biết. Nhưng mà bữa khác họ gặp mình đó, họ vẫn nhờ nữa, mình thấy khả năng mình có thể giúp, vài việc đó cũng cần được giúp, thì thôi cứ giúp mà không có lấy chuyện cũ ra nói. Thôi tôi không giúp nữa đâu, người dây mà giúp cái gì. Thật sự là mình chưa đạt chứng, mình chưa đạt được cái chỗ là xả được cái dở lầm của chúng sanh. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác phải không? Các bậc Bồ Tát biết thế, cho nên coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Vậy ta mới kêu là đại nhân giác ngộ. Còn mình là sòng phẳng thôi. Tốt thì tôi tốt lại, mà không tốt thì tôi sẽ xử đẹp theo cái kiểu của mình đó. Cho nên còn đứng trên phương diện Bồ Tát thừa thì cái vị mà vô học này là gì? Người này chứng được cái gọi là diệu giác. Khi mình tu thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, trải qua 50 giai vị rồi mình mới chứng tới đẳng giác, diệu giác mới lên làm Phật. Thì người nào mà được tới cái chỗ diệu giác đó là mình chứng được cái vô học của Bồ Tát thừa. Trên cái con đường tu thành Phật nó trải qua 53 giai vị. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Cho nên mình mới có câu á, thập địa đốn siêu vô năng sử đó, 10 địa đi lên không khó khăn. Nổi cái quan hỷ địa thôi. Ở cái nơi chốn mà hoan hỷ nó cũng không phải dễ nữa. Hoan hỷ địa, càn huệ địa, trí tuệ bừng sáng. Và thập địa, mấy cái này là trong kinh Hoa Nghiêm nói hết. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là kinh Hoa Nghiêm nói hết. Cho mới đầu mình tụng kinh Hoa Nghiêm á,
không hiểu trời đất gì hết á, cứ tụng đi. Rồi có dịp nào trong đời mình á, tụng lần thứ hai là sẽ thấm một chút nữa, tụng lần thứ ba là sẽ khác nữa. Hồi nhỏ Pháp Hòa tụng kinh Quan Nghiêm có đâu biết gì đâu, nhưng mà giờ lớn lên mình có tu học, mình có thấm được cái tinh thần Đại Thừa rồi, đọc kinh Quan Nghiêm mình hiểu được. Yên tâm cái chuyện đó, mưa dầm thấm lâu, có tu thì có tiếng, có soi thì thế nào cũng thủng mà. Sau đó mình có quán chiếu, mình có chiếu soi. Các chúng hữu học và vô học của hàng thanh văn không thể bàn luận mà không hiểu được. Mà tức là cái chỗ mà nghĩa lý sâu xa của kinh Luật Luận, các vị hữu học vô học cũng không thể bàn luận mà hiểu được. Khi ấy trong đại chúng, giả sử có vị tỳ kheo có điều nghi ngờ muốn hỏi, nhưng vì kính trọng Như Lai sợ gây xáo động nên không dám hỏi. Bây giờ Như Lai dùng Phật trí quán sát biết rõ điều đó, liền hóa làm một vị tỳ kheo tiến đến chỗ Như Lai hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, việc làm này nên làm như thế nào? Như Lai liền bảo vị tỳ kheo hóa thân kia rằng: Này tỳ kheo, việc làm đó thầy nên làm, thầy nên như thế mà làm. Đó là Phật nói á, thí dụ như giả sử có một vị tỳ kheo muốn hỏi Phật một cái điều gì mà không dám, thì lúc đó Phật dùng cái Phật trí mà quán sát á, cho nên hóa hiện là một tỳ kheo tiến tới đây mà hỏi. Tại vì sao? Tại vì chỉ có Phật trí mới làm được. Cũng giống như mình đi, thí dụ bây giờ trong chúng có ai có một cái điều gì, nhưng mà nếu mà người bình thường đâu để tâm là ta chả bao giờ ta biết chuyện gì. Nhưng mà cái người mà quan tâm đại chúng chút, thấy người kia có chuyện hình như muốn nói đó, muốn hỏi đó, mình lại mình giúp đỡ cho người kia. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản vậy nè, trong cuộc sống gia đình cũng vậy thôi. Nếu mà người chồng hay người vợ hay con em cha mẹ sống chung với nhau, nếu mình mà có cái sự chiều sâu của cuộc sống á, mình sẽ nhìn người kia mình hiểu được bữa nay họ có tâm sự, họ có tâm trạng, họ khỏe hay không khỏe, đúng không? Rồi mình sẽ quan tâm. Còn nếu như mình thờ ơ cái coi, họ nằm trong giường bệnh mà mình còn không thèm hỏi họ bệnh gì nữa. Tại sao? Thờ ơ, không quan tâm. Còn người không quan tâm á, thí dụ ha, bây giờ á, vợ mình á, sáng nào cũng 8 giờ ra nấu ăn sáng, bữa nay sao 9 giờ rồi chưa thấy ra. Nếu mình có quan tâm chút lại gõ cửa coi, tại sao bữa nay 9 giờ bà có bệnh gì không, thí dụ vậy. Rồi vô gõ cửa mới biết bà giờ bệnh. Mà trường hợp này nó đã xảy ra rất là nhiều lần. Có nhiều người ngủ rồi đi luôn, rồi sao thấy tới sáng rồi mà sao không thấy ra. Qua gõ cửa, người đó đi mất rồi. Thấy không? Thành tử ra mình mà có quan tâm là nó khác lắm. Không có quan tâm thì giờ có thở hì hì trước cái cũng đi tình bơ. Phải không nè? Còn có quan tâm có thấy người kia vắng mặt là mình cũng phải để ý tại sao vậy. Cho nên mỗi lần khóa tu Pháp Hòa hay nhắc lắm. Quý vị sống chung phòng với nhau nên để ý với nhau, có 4 người à. Không, thấy chị kia sao mấy ngày nay không ra ăn cơm, hay là thấy sao nằm hoài vậy, mình hỏi thăm chút. Nhiều khi người ta bệnh nhưng mình ta ngại, người ta không dám nói với ai, mình để ý chút. Dù người kia mình không có làm gì được mà họ an ủi lắm. Trời, sống chung phòng 4 mạng mà mình nằm 2 ngày rồi không ai ngó ngàng gì hết trơn. Nhiều khi vô 3 người kia nói chuyện mà không có quan tâm tới mình, tủi lắm nha. Đi tu gì chứ, mình chưa chứng thánh mà mình còn hữu học mà chưa tới vô học đó. 4 người với nhau thôi, cho nên Pháp Hòa hay nhắc là vậy đó, sống để ý với nhau một chút. Thì cái vị này á, cho nên mới nói là có điều nghi ngờ muốn hỏi, nhưng việc kính trọng Như Lai sợ gây xáo động nên không dám hỏi. Bây giờ Như Lai dùng Phật trí quán sát để biết rõ.
Dùng Phật trí là gì? Tức là mình quay trở lại, mình quán chiếu một chút coi what's happening, chuyện gì nó xảy ra, thì mình sẽ biết được rằng người đó có. Lúc đó mình biến hóa. Biến hóa là gì? Ở đây không phải dùng cái câu này để nói là lúc đó mình tùy cơ, mình ứng xử, mình nói lên cái điều gì đó, mình giải quyết cái việc đó, mình giúp đỡ cái người kia. Này A Nan, đó là ba điều mà chư Phật Thế Tôn chắc chắn phải làm, nếu chưa làm xong thì không nhập Niết Bàn. Đối với tất cả mọi người, những gì cần làm hôm nay Như Lai đã làm xong trọn vẹn đầy đủ. Như Lai không còn gì phải làm nữa, không còn gì phải nói nữa. Đó là những gì mà Như Lai làm ba việc đó. Ai chưa an trụ cái tâm vững chãi mà còn thối chuyển thì Như Lai chưa nhập Niết Bàn. Người nào chưa đáng độ mà chưa độ thì chưa nhập Niết Bàn. Và người nào có những cái điều nghi ngờ chưa dám hỏi thì mình sẽ đại diện cho họ, mình hỏi, tức là mình giải nghi cho họ. Giải nghi cho họ để làm chi? Giải nghi họ rồi cái họ giải thoát. Có nhiều khi á, đâu phải người ta không hiểu đâu, người ta thông rồi đó chứ, nhưng mà tại người ta hỏi cho người kia. Ví dụ nha, bà vào đưa một cái ví dụ ha. Kinh Dược Sư á, lúc bây giờ Đức Phật đi chu du giáo hóa, ở nghỉ ở thành Quảng Nghiêm, trụ ở dưới cây Nhạc Âm, mà tiếng Việt mình dịch là cây tiếng nhạc. Cây tiếng nhạc đó là dịch ra tiếng Việt, còn tiếng Hán gọi là Nhạc Âm Thọ, tức là cây tiếng nhạc. Lúc bấy giờ Mạng Thù Thất Lợi mới đứng lên hỏi: xin Phật hãy nói về những cái hạnh nguyện, những cảnh giới của chư Phật, đâu phải các ngài không biết. Nhưng mà khơi lại như vậy để làm gì? Đây là lúc tốt nhất để hỏi. Good time to ask. Mọi người đang rảnh à? Phật đang ngồi nghỉ ngơi nè. Có nhiều Phật tử đang thấy mà ngồi cái sẵn thầy ngồi nghỉ còn hỏi này một cái. Thấy đang ngồi là thảnh thơi hỏi. Thì bây giờ cô Phật tử nãy cô nói trước khi con về Mỹ muốn gặp thầy từ đây tới Tết, thôi tối mai là tốt nhất. Chứ để qua thứ hai là lu bu lắm. Thế vô vậy đó. Cho nên đó, đây là cái hạnh nguyện mà cuối cùng chỉ vì cái gì? Vì tình thương thôi. Vì tình thương thôi. Thấy người kia chưa hiểu mình hỏi. Hỏi cho người đó người ta được hiểu. Chứ cái chỗ mà dùng Phật trí quán sát rồi biết rõ được điều đó, liền hóa là một tỳ kheo tiến tới chỗ Như Lai mà hỏi. Chữ hóa đó là mình nói theo đơn giản là gì? Mình ứng xử, mình biến hóa những cái cách. Có nhiều khi câu hỏi mình không có tiện hỏi thẳng, mình đưa một ví dụ nào đó để nó làm sáng tỏ cái việc khác. Là do cái gì? Do mình có Phật trí quán sát và khéo léo trong công việc. Thôi thì mình học tới đây thôi ha. Để tuần tới mình học tiếp. Cái mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên. Mời đại chúng xả chân. Và kính thông báo đại chúng là ngày mai sáng 6 giờ chúng ta cũng ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta sẽ tụng kinh.